chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người. Hôm nay ATK Việt Bắc xin được mời các bạn làm một hành trình cùng với ATK Việt Bắc đi quanh các xã của khu vực phía Bắc huyện Định Hóa nhé. Và sau đây thì hành trình xin phép được bắt đầu. Đây là đoạn đường thuộc quốc lộ 3C nối từ dưới ngã ba 31 đi huyện Chợ Đồn. Đoạn này là vào xã Kim Phượng, bắt đầu chuẩn bị vào xã Kim Phượng. Trước đây cái khu vực này nó thuộc xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, nhưng mà sau khi được sát nhập xóm thì sát nhập xã thì đã sáp nhập vào xã Kim Phượng và hiện giờ là xã Kim Phượng. Hôm nay dọc tuyến đường thì gặp rất nhiều đám cưới. Một ngày đẹp, các bạn trẻ tổ chức lễ thành hôn. Đoạn này có cái biển báo hết thị trấn Chợ Chu, bắt đầu vào đất xã Kim Phượng. Đây là đoạn dốc đỏ. Tôi cũng không biết tại sao ở đây tôi gọi là dốc đỏ, cũng chưa tìm hiểu, nhưng mà tôi gọi là dốc đỏ hay đất nó đỏ thì cũng không rõ. Ở trước đây thì cái đoạn dốc này cũng khá là cao, dốc đi xe lên phải về số, nhưng mà sau này khi được bạt tari này các bạn nhìn thấy cái hướng bạt tari ấy, bạt tari thấp xuống nó đỡ cao một chút. Ông bạn trẻ thì đó xe máy ấy. Đường này, đoạn này đã được làm rộng ra nên là đi rất dễ. Hôm nay tôi có một cuộc họp, có hẹn với lại một ông anh ở trường Linh Thông, trường học Linh Thông ở trên kia, mình không rõ là trường cấp 2 sau, cấp 2. Có hẹn anh qua chơi một lúc thì sẵn tiện để làm một cái video đi chơi. Tiếc một cái là hôm nay trời nó không được đẹp lắm các bạn ạ. Nên là nhìn video thì chắc là nó sẽ không được như cái hôm trời nắng hoặc là trời quang. Hôm nay trời khá vu, dù nó không có mưa. Thì những đoạn đường như này rất để ý, những cháu bé xe anh đi trước phía trước mình hơi giật mình, có cháu bé nó chạy ra, phía trước lại có một cái xe ô tô nữa. Thôi thì cứ đi chậm để ăn chắc. Đi nhanh nhỡ lại có xảy ra cái việc gì thì lại cũng hơi mệt. Từ điểm này lên đến Chợ Đồn là 48 cây. Nhưng mà tôi sẽ không đi hướng lên Chợ Đồn, tôi chỉ đi qua đoạn này một chút thôi. Tôi sẽ rẽ vào đường Quy Kỳ để đi lên Linh Thông, vòng về Lam Vĩ, xong về Tân Dương, Thịnh, Tân Dương. Phía trước mặt là đường rẽ sang Ủy ban Nhân dân xã Kim Phượng, nhưng mà mình sẽ đi thẳng lên hướng Quy Kỳ, vì đường đó thì mới rẽ lên phía Linh Thông được. Ui, rất nhiều măng, có anh ấy luộc măng để bán. Lâu lâu dạo này tôi có việc bận nên là không có thời gian để đi xa để làm những cái video nó về các cái điểm quang cảnh mới đẹp hơn cho các bạn xem, nên là hôm nay sẵn tiện có việc lên đây thì làm cái video phía dọc cái tuyến đường này xem cho các bạn cùng phượt cùng. Tôi lên cái khu vực này dạo từ tháng 8 rồi, hồi đấy là lên đoạn này để tháng 8 năm ngoái để lên quay cái video về Đồi Quẻ cũng đi đường này. Hôm nay lại vượt lên đường này thì hôm nay sẽ video dọc đường cho các bạn xem. Là có cái đoạn này rất là thẳng, đi xe có thể phóng hết tầm, nhưng mà vẫn phải cẩn thận, nhớ trâu bò hoặc là lợn gà hoặc là có người nào đó băng qua đường nhanh thì rất là nguy hiểm. Mình cứ chạy 40-50 cây số đến giờ thôi, đi thong thả đàng hoàng, từ đấy đến tối về đến nhà là được. Tới đây có thời gian tôi sẽ làm chuyến phượt theo cái đường này lên Chợ Đồn, lên Ba Bể. Các bạn nhớ chú ý theo dõi kênh ATK Việt Bắc. Đã có hẹn với thằng cô em để chuẩn bị để làm cái tour Cao Bằng Hà Giang nữa, nhưng mà đợt này quá nhiều việc, việc nhà nông nên là cũng không có thời gian. Giờ ra đường thì thấy rất các bạn trẻ toàn chạy những xe đẹp ấy. Phía trước là đường rẽ vào Quy Kỳ, tôi sẽ rẽ đường vào Quy Kỳ. Từ đây đi lên Linh Thông còn mấy cây nữa, 5-7 cây gì đó đến chỗ Hội Quan. Đoạn đường này thì không đẹp như đoạn đường ngoài rồi, đi nó hơi lộp bộp một chút. Xe của mình thì đoạn này đúng là lộp phù. Đi cái đường giữa này khá là vắng. Mấy con đường liên xã của huyện Định Hóa giờ gần như đường nào cũng xuống cấp rồi. Cái đường chạy về xã của tôi cũng xuống cấp, còn đường này cũng bắt đầu xuống cấp. Đi xe tải nặng đi nhiều quá, thành ra là bây giờ trên đường nó có 2 cái vết lõm của xe ô tô, 2 vết lõm của 2 bánh xe ô tô. thoảng lại gặp một cái ổ gà do bong chóc cái mặt đường nhựa. Đến đoạn này là đến cầu tràn của Quy Kỳ, có hai hướng, một hướng là đi Kim Phượng 4 cây số và một hướng lên Linh Thông, lên Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ. Đường này rẽ qua cầu, cầu khá là đẹp. Phía trước đây là nó có cái cầu treo ở phía trên này. Đấy, các bạn nhìn thấy trước ở đây nó có cái đường cũ quay cầu treo ở cái cầu phía bên kia, bây giờ không sử dụng nữa. Đấy, còn đường cua rất khuất tầm nhìn, có xe ô tô phía trước này, rất là nguy hiểm. Lần trước tôi làm cái video trước thì tôi treo cái máy quay ở trên mũ bảo hiểm, nhưng mà khi về đến nhà thì thấy là cái góc quay mình khi mình đi thì cái góc mình đảo cái đầu nhiều quá, mình phải quan sát nhiều quá nên là cái góc quay nó hơi bị đảo. Các bạn xem video thì sẽ hơi bị hoa mắt chóng mặt một chút. Này tôi không gắn trên đầu nữa mà tôi gắn ở trên cái dây đeo ngực. Góc này thì lại không cơ động, ví dụ bây giờ mình muốn thấy một cái cảnh gì đó thì là phải ngửa cái ngực, ngửa người quay sang bên này thì mới thấy. Ví dụ như ở đây là cánh đồng ở chỗ Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ, muốn quay rộng thì lại phải xoay người, cũng hơi bất tiện một chút. Treo trên đầu thì khi mình quan sát, mình ngó phải ngó trái thì cái máy quay nó lại bị lắc theo, về cái hình nó lắc quá nhiều, nó không có cái sự ổn định trên cái khung hình. Hôm nay trời nó hơi mù, các bạn nhìn thấy phía xa xa cái đồi là nó không được nét trong. Nó quay lên trên được xa là không thấy. Tôi có dự định là sẽ làm mỗi một xã ở trên cái huyện Định Hóa này một cái video riêng về một địa điểm nào đó, nhưng mà chưa có thời gian. Muốn làm cái video thì phải tìm xem ở xã đó nó có cái gì hay không, có gì thú vị không, quay cho mọi người. Nhiều lúc thì mình cũng bận việc cũng chưa làm được. Giờ như hôm nay thì làm cái video quay tạm dọc đường để xem. Nhiều lúc về buổi tối xem lại những cái video mình quay cũng rất là hay. đi đường gặp thấy là nó có cái gì đó thú vị. Nhiều cái nhiều lúc mình được quay lại cái khoảng khắc của mình khi mình di chuyển. Trên đường gặp những cái tình huống nào đó, đường hỏng rồi, bụi đường bắt đầu khá nhiều. Đi mỗi một nơi, đến mỗi khi di chuyển đến một cái nơi khác, cái quê mình, cái khác cái nhà mình, đi xa xa một chút, cảm thấy nó có cái gì đó rất là thú vị. Mình thấy kiểu như là trong đầu mình thì kiểu nó có cái gì đó thoải mái. Bây giờ trời có mưa lất phất rồi các bạn ạ. Mưa thì chắc không mưa to đâu, nhưng mà kiểu như mưa bụi. Còn mưa to thì chắc phải đêm, về sáng này thì mới mưa được to. Định Hóa quê mình là một cái huyện miền núi và rất đông đồng bào dân tộc, trong đó thì dân tộc Tày là khá là nhiều. Trước đây thì đồng bào trên này thường là sử dụng nhà sàn, nhưng mà mấy năm gần đây một điều mình rất là đáng tiếc là nhà sàn đã mai một đi một phần rồi. Đấy, chính sách nhà nước hỗ trợ để kiên cố hóa nhà cửa, giúp đồng bào an cư lạc nghiệp, nhưng kèm theo đó là cái việc gỗ để dựng nhà sàn là nó cũng đã trở nên khan hiếm rồi, nên là không có gỗ để làm nhà sàn nữa. Giờ tìm một ngôi nhà sàn ở khu vực huyện Định Hóa của tôi cũng hơi là hiếm. Trước đây tôi nhớ có những lần tôi đi vào đến những ngôi nhà sàn mà cái cột của các cụ ngày xưa để lại nó to phải đến một người ôm công xuể các bạn ạ. Khi cái cột, những cái cột đó này, khi kéo về làm nhà phải dùng đến 2-3 con trâu đực to mới kéo được và làm. Nhưng mà giờ thì tất cả những ngôi nhà đó thì đã một phần này bán đi, một phần này đi dỡ đi để làm nhà xây, một điều rất là đáng tiếc. Có những anh shipper, anh đi giao hàng chạy khắp miền núi luôn. trong năm 2000 theo dự kiến là trong năm 2023 thì huyện Định Hóa sẽ về đích nông thôn mới cấp huyện, nhưng không biết là có đạt đủ tiêu chí không các bạn ạ. Hiện đường Trường Trạm, những cái đường này thì giờ xuống cấp rồi, nông thôn mới thì đường thì gọi có đường chứ để đạt cái tiêu chí nông thôn mới, cái đường dễ đi hơi khó, cái đường như này bong hết mặt rồi các bạn. Nếu đi xe ô tô chắc phải 25-30 cây một giờ, còn đi xe máy thì mình cái xe nhỏ hơn thì khi mình lái mình dễ dễ luồn lách hơn thì tốc độ sẽ được cao hơn. Bây giờ chuẩn bị hết địa phận xã Quy Kỳ sang địa phận xã Linh Thông. Đây là khu vực gọi là đèo Bón mình thì không được. Cái dốc này khi đổ đèo thì có cái đèo đoạn đèo này rất là đẹp. Ở huyện Định Hóa mình thì không có đoạn đèo nào cao và dài cả, chỉ ngắn ngắn thôi. Đèo nhưng mà thực tế nó là cái dốc. Hôm sang phía bên này cái trời nó hơi mưa một chút. Đoạn này có một đoạn đã xuất hiện trong cái video của tôi quay trong cái video mà đi lên khám phá đồi Quẻ thế này rồi. Đoạn này là đã có trong cái video rồi các bạn. Đấy, sao mình lên đến trung tâm xã Linh Thông rồi. Xuống cái đoạn này phía trước đấy mà không trời không sương mù sẽ nhìn thấy ngọn núi phía trước rất là đẹp nha các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay trời sương mù với lại là hơi mưa phùn lất phất nữa, đường thì vắng thôi, không có nhiều người, không có nhiều người di chuyển. Bắt đầu vào đến trung tâm của xã Linh Thông. Hẹn ông anh vào ủy ban xã. Trời mù sương kiểu rất là khó chịu. Đường thì nhà ai cũng xây cả rồi. Sang mùa lũ mùa mới khu mấy cánh đồng này lên đi dọc trong cánh đồng này nhìn lúa xanh trước mắt rất là đẹp luôn. Video mà quay về cánh đồng ở trên chỗ Bản Vẹn khá là đẹp. Đoạn này đến trung tâm xã Linh Thông. Ban Nhân dân xã Linh Thông 1 km. Mình sẽ vào đây chơi ông anh một chút, được chơi. Hôm nãy gọi ông ấy ở chỗ đập tràn, xem chỗ đập tràn nào. Đây à, đây. Em chào anh. Em đi lượn làm vòng anh ạ. Vâng, lâu lâu em đi lượn một vòng. Chơi để nó vui. Rồi cái đội nhóm kia nó bảo làm ấy. Tạm biệt ông anh, tôi lại tiếp tục hành trình vòng các xã phía Bắc của huyện Định Hóa. Đây là cái chỗ đường ra từ đây ra Chợ Chu theo hướng Linh Thông, Lam Vĩ, Tân Thịnh. Ủy ban nhân dân trường trung học cơ sở. Ra con đường đấy, hôm nay trên có đám cưới này, đi gặp rất nhiều đám cưới luôn, vừa thứ bảy vừa ngày đẹp, thứ bảy chủ nhật là vừa ngày đẹp có đám cưới. Các bạn xem video cháu vẫn nhớ cái đoạn cái video tôi làm về đồi què ở phía trước mặt, ở phía trước mặt là cái đồi, cái dãy núi phía trước mặt. Đồi què nó cao hết, phải cỡ gần 500-600 mét so với một cái biển này. Cái đường ở phía này lúc nãy là đường rẽ vào xóm Bản Vẹn, trước tôi đã có một cái video rồi. Trên khu vực lên đồi quẻ đã có một cái video mà lại qua các bạn. Đây cánh đồng các bạn, đây là cánh đồng lên Bản Vẹn, trước đây tôi đã có một cái video trên này nhé. Các bạn có thể tìm được cái video lên thăm Bản Vẹn Linh Thông cái đoạn này. đoạn đường xuống cấp quá trầm trọng các bạn. Đây, vị trí được hướng vào lên đồi Quẻ đấy các bạn. Đây, vị trí này. Rồi hôm nay mình sẽ không lên đây nữa, thì tuột ra đây để sang bên Lam Vĩ rồi về Tân Thịnh, Tân Dương. Từ đây ra đến đó thì chắc là mất khoảng tầm độ 20 phút, 20-30 phút gì đó. Con đường này là đường vòng lại cái vị trí lúc nãy chúng ta tôi xuất phát tại thị trấn Chợ Chu. Hôm nay video sẽ quay bằng tôi sẽ sử dụng mũi con Quy thì con GoPro quay cái đoạn này. Dọc đường chưa gặp được cái có cái gì đó thú vị hay hay, chưa gặp được cái gì. Bây giờ thì tuột ra đến thị trấn xong trở về nhà rồi. Tối sẽ làm video cho các bạn xem. Nhầm thì cũng rõ thì về không nhầm thì bây giờ đã là chuyển sang đến khu vực xã Lam Vĩ rồi đấy các bạn ạ. Là gần Lam Vĩ, đến gần đến là cầu Văn La Lam Vĩ. Vậy là đã sang đến xã Lam Vĩ rồi nhỉ. Hành trình xuống dưới là tiếp tục. Giờ càng tối thì ánh sáng là không đủ đi, video sẽ hơi kém màu chút, các bạn thông cảm. Đường quê thì vẫn rất là đẹp. Ui, đàn gà. Rất là nhiệt tình. gặp những đàn chó mà nó đi ngang ngang như thế này là nếu không cẩn thận thì rất dễ là bị ngã xe. Xe đường quê mà đi kiểu không giảm tốc độ mà sao nó hai con nó đang nghịch hai bên đường với nhau, mình đi xe ở giữa đang làm dầm một cái là xong thôi rồi lượm ơi. Nên đi xe sợ nhất mấy anh chó không hiểu luật giao thông. Sáng đường vô tối vạ vô tổ chức. Đẹp mà còn tận dụng đất ở hai bên đường để trồng cái đục. Hình như sắp ra đến trung tâm xã Lam Vĩ rồi, nhìn đến gần. Tôi có đi qua đây một hai lần rồi. Tô mà không để ý sẽ ra tai nạn lắm nhanh. Đấy, có cái đoạn đường rẽ sang xã Kim Phượng. Ta không được. Tôi không đi đường này, tôi đi đường theo đường giao ủy ban nhân dân xã Lam Vĩ. Sau đó xuống Tân Thịnh. nếu mà so trên góc độ đường đi là trong cái cung đường này thì từ cái vị trí này xuống đến nhà của tôi là gần như là đây là điểm xa nhất trên bản đồ khu trung tâm xã Lam Vĩ, khá là sầm uất. Đây có cái cánh đồng đẹp đấy. Ui. Đường toàn gập và sụt, gập. Ôi ôi. Đang đi đường thì rong nó vào bằng đốt. Quốc gia thành lập Tổng cục Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hôm nào tôi sẽ lên đây làm một cái video cho các bạn cũng biết về cái địa điểm này. đường cũng như lúc nãy tôi đã nói, cái đường dọc cái tuyến này hôm nay đã xuống cấp khá là nhiều. Có những cái đoạn đường nó bong lên lốm xổm. Thật sự là khi về đích nông thôn mới thì không hiểu là những con đường này có được đầu tư lại không. Trên báo cáo thì kế hoạch thì có rồi, nhưng mà chưa biết bao giờ được làm lại. Đường nông thôn mới như này cơ bản không tương xứng. Xuống đến xã Tân Thịnh rồi các bạn. Tân Thịnh hay vẫn là Lam Vĩ thì tôi không rõ. Ở phía trước lại có một cái đám cưới nữa. Hôm nay đi đường đúng là gặp khá nhiều đám cưới. Ngày đẹp. Trường mầm non Tân Thịnh. Bây giờ xuống đến khu vực trung tâm xã Tân Thịnh rồi nha các bạn. Bên này là đường rẽ vào nhân dân xã Tân Thịnh. Đây là khu trung tâm xã Tân Thịnh. Phía bên tay trái, này là cái chợ nhé. Chợ xã Tân Thịnh được đầu tư mới. Đẹp hơn rồi. Trước tôi lên thì là vẫn như cái chợ cũ, chợ cóc kia tạm. Xe ô tô phía trước mình đi nhanh lên để các bác còn vượt đến phía trước mình. Huyện Định Hóa, cái xã Tân Thịnh là một trong những cái xã mà phải nói là rộng nhất của huyện Định Hóa đấy. Nếu mà so với xã Thanh Đinh của tôi thì chắc xã Tân Thịnh này rộng khoảng gấp đôi hoặc gấp 3 gì đó. Từ cái chỗ đường cái này vào cuối đến cuối của cái xã Tân Thịnh theo đường hướng Tây Cù Kỳ này thì chắc là phải khoảng tầm độ 7-8 cây số, không phải là ít đâu, chiều dài. Đây là một trong những xã rất là rộng của huyện Định Hóa. Xã Tân Thịnh rộng nhưng mà đất nông nghiệp thì cơ bản là còn ít. Ở đây không có cánh đồng rộng, cánh đồng lớn đâu, chủ yếu là đồi núi thấp. Bà con ở đây chủ yếu là trồng keo, dọc tuyến đường chủ yếu là trồng keo. Đây, có rất nhiều cái bãi băm gỗ keo hoặc là bắn bóc, mà chủ yếu là băm gỗ keo để bán. Thì cây keo là một cái cây trồng Hoàng Xuyên này, ví dụ đây là một bãi băm gỗ keo, nhiều bãi băm gỗ keo. Sau đây đây là một cái bãi để bóc gỗ keo này. Phơi dọc cái tuyến đường này. Phía bên tây phải là cái vách núi đá rất là cao. Ở đây nhìn dưới đường lên thì cái vách ta ly núi cao sừng sững luôn. Các bạn thấy đấy, vách núi cao sừng sững luôn. Tất nhiên là ở đây cao thì cao, nhưng mà không bằng mấy cái vách núi ở trên khu vực Hà Giang mà trước đây trong các video tôi đã từng lên đó. Hà Giang thì vẫn là cái gì đó rất là hùng vĩ hơn nhiều. Các bạn hiện giờ là đã xa đến cái đoạn đường Hồ Chí Minh rẽ về thị trấn Chợ Chu. Trên cái đoạn đường này thì tôi đã có một cái video để làm về cái đường này dọc theo từ đây xuống đến từ đây sang đến bên xã, sang đến bên thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. Tất nhiên là cái vị trí mà đường giáp của đường Hồ Chí Minh này với đường quốc lộ 3 thì ở xã Yên Trạch kia thì vẫn chưa đến, chưa hẳn là đã sang đến đất của thị trấn Chợ Mới của Bắc Kạn, nhưng mà là cứ gọi như là đã sang đến cái thị trấn đó rồi. Đây là chúng ta đã xuống đến Tân Dương, thì kia là cái trung tâm Ủy ban nhân dân xã Tân Dương. Đấy. Đây là cánh đồng ở xã Tân Dương. Đường đây là đường quốc lộ nên là đường khu mới rất là đẹp, tốc độ đi rất là thoải mái. Các cháu học sinh cấp 3 đã tan học trở về. Từ đây ra đến thị trấn huyện độ 2-3 cây luôn. Chúng ta sắp hết hành trình rồi. Đây là một cái khu được quy hoạch để làm cái khu xây dựng khu công nghiệp. Khu công nghiệp mới của huyện. Mình không hiểu sao việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp lại cho xuống những cánh đồng bờ sôi ruộng mật đi, những cái nơi để đảm bảo an ninh lương thực. Dù biết rằng khi đầu tư thì cũng bà con cũng được đền bù, nhưng mà cái đất nông nghiệp khi đã mất đi thì không thể kiếm, không thể khai hoang mở thêm ở đâu, một điều rất là đáng tiếc đối với Định Hóa. Các khu công nghiệp phải mở ở những cái cánh đồng gọi là đẹp nhất, năng suất cao nhất. Cái đoạn đường này gọi là thẳng nhất ấy, nhưng mà do có khu dân cư ở hai bên đường, không phải là đường cao tốc, đường thẳng có thể đi dễ, rất nguy hiểm, nhưng phóng nhanh rất dễ gây tai nạn. Các thanh niên phóng xe nghe vèo. Thì những cái đoạn đường như này sợ nhất. Này lại có một cái đám cưới, 4-5 đám cưới rồi các bạn, dọc cái đường. Sau 2 năm Covid thì đám cưới lại trở lại nhộn nhịp như xưa. Đây là cái cây cầu Tân Dương, cây cầu đẹp nhất của huyện Định Hóa. Chúng ta đã sắp kết thúc hành trình vòng quanh các xã phía Bắc của huyện Định Hóa cùng với ATK Việt Bắc. Một em gái rất là xinh đang đi phía trước. Mình cái kiểu vừa đi vừa chơi nên là không cần phóng nhanh, không cần vượt ẩu, đi từ tốn, vừa đi vừa ngắm cảnh. Giờ lúc thì mấy em gái xinh xinh phóng xe nhanh quá, không kịp nhìn. Chợ Chu 0 km. Đây là tôi đã kết thúc cái hành trình vòng quanh các xã phía Bắc của huyện Định Hóa. Cây cầu dẫn vào thị trấn, cầu Suối Nản. Xe mình đến đúng lúc đèn xanh. Đây là ATK Việt Bắc đã kết thúc hành trình vòng quanh các xã phía Bắc của huyện Định Hóa. ATK Việt Bắc xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của tôi. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn có thể nhấn đăng ký, like các video của ATK Việt Bắc để theo dõi các hành trình tiếp theo trong các video tới đây. Tôi xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hành trình của ATK Việt Bắc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.